Cảm ơn Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận đã đồng hành cùng chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố triển khai nhân rộng mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ nhà màng có mái che mưa. Qua một thời gian trồng thử nghiệm, kết quả bước đầu cho thấy mô hình đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng nho. Cây nho sinh trưởng tốt cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, cho năng suất cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được người tiêu dùng ưa chuộng, qua đó giúp nâng cao thu nhập của người nông dân. Với sự chuyển giao kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, anh Nguyễn Đình Trí mạnh dạn đầu tư gần 500 triệu đồng để làm mô hình trồng nho trong nhà màng có mái che mưa trên diện tích 2,5 sào. Anh lựa chọn trồng hai giống nho mới chất lượng cao NH01-152 và nho không hạt NH04-102. Hiện nay, nho đang chín, chuẩn bị thu hoạch, năng suất ước đạt 1,5 tấn một sào, với giá bán tại vườn dao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một kg. Mình thấy có hiệu quả, là cho được cây nho là tươi tốt và một năm là được 2 vụ. Rồi nhờ có nhà màng như vậy mà mình bà con ăn được an toàn. Vừa qua là mưa là rất là nhiều. Rồi cây nho là nếu mà mưa thì là nấm bệnh là rất là nhiều. Còn mình ở trong nhà màng thì là được ổn định. Chẳng hạn như là trái lại là nó cho thu hoạch là bên đây là mình thấy là tốt. Trên cơ sở đề tài nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật vào canh tác cây nho như thiết kế kiểu dàn nho chữ Y theo hàng. Phía trên có phủ bạc che mưa, xung quanh vườn nho sử dụng lưới che chắn côn trùng di động, sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm kết hợp với bón phân, quản lý cây trồng tổng hợp. Mô hình được triển khai áp dụng từ đầu năm 2021 trên diện tích khoảng 1 hectare. Qua 2 vụ sản xuất, cây nho sinh trưởng tốt cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, cho năng suất cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Viện Nghiên cứu Bông đã tổ chức nhiều cái lớp hội thảo cũng như nhiều cái lớp tập huấn. Thông qua các lớp tập huấn và hội thảo đã giới thiệu cái mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ nhà màng có mái che mưa, đặc biệt là hướng dẫn bà con dân về các thông số kỹ thuật kiểu dàn. Làm sao để cho bà con nông dân mà thiết kế mà giảm cái chi phí đầu vào mà mang lại hiệu quả kinh tế nhất cho bà con. Do đấy là chúng tôi cũng đặt ra những cái vấn đề. Thứ nhất là tiếp tục là đánh giá tính thích nghi của các cái giống nho mới, đặc biệt là các cái giống nho chất lượng cao vào các cái điều kiện sinh thái của từng vùng để là chọn tạo các cái giống có khả năng thích ứng, giới thiệu cho sản xuất trong cái thời gian đấy, nghiên cứu có cái giải pháp kỹ thuật canh tác cho từng giống để làm sao là nâng cao được cái năng suất cũng như là cái chất lượng của từng cái giống. Mặc dù mô hình sản xuất nho ứng dụng công nghệ nhà màng có mái che mưa có vốn đầu tư ban đầu khá cao nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp người trồng nho thích ứng tốt với điều kiện thời tiết khí hậu biến đổi, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm của quả nho ăn tươi của Ninh Thuận, tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm nho ngoại nhập và nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Từ hiệu quả của mô hình trên, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển giao nhân rộng mô hình sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao ra các vùng sản xuất nho trọng điểm của tỉnh.